Alo. Alo, có nghe thấy không? À ừ rồi. Dạ. Hôm nay đến hẹn của con rồi đúng không? Dạ, đến hẹn con rồi. Mà đến hẹn đợi lâu chưa? Dạ, không đợi lâu rồi thầy. Con hiện tại đang ở đâu? Con ở Cần Thơ thầy. Thơ à? Dạ. Nào đọc cho thầy ngày tháng năm sinh nào. Ngày 14 tháng 12 năm 1986 dương lịch. Dương lịch. Con đọc giờ sinh đi. 2 giờ chiều. 2 giờ chiều tức là 14 giờ đúng không? Dạ đúng không? Thế vậy thì con sẽ sinh vào ngày 14 tháng 11 năm Bính Dần đúng không? Đúng rồi thầy. Rồi. Con đã biết được nhiều về tử vi chưa? Con chỉ con nghe thôi, chỉ con không hiểu lắm. Thế à, cũng học dần dần như dạ. Thế. Bởi vì thầy nghĩ là đối với con người nào cũng vậy thôi, thì biết một chút tử vi thì mình cũng phòng ngừa được một số đại vận. Tất nhiên là có thể ở đầu năm hoặc là đầu mỗi năm có thể nghe thầy xem, nhưng mà một tiếng thì cũng không thể nói được hết tất cả và chi tiết các tháng, thì mình cũng cố học được phần nào hay phần đó. Thôi rồi, tại hôm vì nay hồi xưa con nghe cái gì sao thiết như sao mới coi sao này kia, nhưng mà con không có không dành nhiều cái đó. Dạ. À mà một điều nữa là con biết đến thầy là từ đâu? Từ Facebook hay từ YouTube? Từ YouTube không? YouTube à? Dạ. Rồi, bây giờ thầy đang cầm trên đây là số của con đây. Dạ. Nha. Thì thầy sẽ xem qua tất cả cung của con. Và sau đó dạ. Thì con muốn hỏi gì thì sẽ hỏi sau nhá. Dạ. Và khi xem tử vi thì cố gắng tương tác với thầy nha. Dạ. Đầu tiên này, thì về cái cung mệnh của con nhá, thì con là nhìn cung thiên bàn này, thì con là người âm dương nghịch lý. Vậy thế nên là đối với trong tử vi thì con người âm dương nghịch lý tất nhiên có cố gắng nhiều đấy nhá. Nếu xét về may mắn và hay được nâng đỡ trong con đường sự nghiệp thì chắc chắn là nghịch lý thì không thể bằng thuận lý được. Đa phần thì sẽ là con đường đi khá là rục rành và chính con sẽ phải là con người tự mày mò và tìm tòi, mà ít khi được dìu dắt nhá. Tuy nhiên thì theo nghiệm lý của thầy thì như thế này, thì đối với con người mà người âm dương nghịch lý thì có ý chí và quyết tâm cao hơn con người thuận lý, nhất là cái khả năng mà tự đứng dậy sau khi vấp ngã. Bởi vì con người âm dương nghịch lý thì họ biết thừa là bây giờ nếu mà có vấp ngã và nằm đấy thì cũng không ai đỡ mình dậy cả. Vậy nên là thường thường là họ sẽ chủ động hơn rất là nhiều và họ có cái tính kiên cường rất là cao nhá. Yeah. Và con người nghịch lý thì thường thường thành công thì có thành công như đã thành công thì sẽ vang dội hơn thuận lý rất là nhiều. Yeah. Mệnh của con là mệnh lộ trung hỏa nhá, cục là thủy nhị cục. Vậy là gì? Vậy là con là cục khác bản mệnh mất rồi nhá. Thì đối với con người con ấy thì con là con người có cái lối tư duy mà nó hơi nặng tính thực tế một chút. Con thì là cái con người dễ cảm thông với người khác, có khả năng quan sát thì khá là sắc bén đấy, và chịu được cái áp lực công việc khá là tốt. Dạ vâng. Là cái con người lễ độ và cũng như là tôn trọng phép tắc. Mà những cái người mà cục khắc bằng mệnh ý, thường thì rất biết nhẫn nhịn nhá, nhẫn nhịn, mà nếu mà gọi là hiền lành thì cũng được. Nhưng mà tuy nhiên thì hiền lành thế thôi nhưng lại không dễ mắc nạt. Khi cần thì con hoàn toàn có thể trở thành một con người với cái tính cách khác hẳn nhá. Nhất là khi mà con nổi nóng ấy. Nếu mà thầy không muốn nói là rất là đáng sợ ra. Nhưng mà sau khi được một cái điều là sau khi mà cơn giận qua đi thì con lại quay trở lại hiền lành như bình thường. Và con cũng không phải là cái con người mà để bụng nhiều đâu. Thấy chưa? Đối với con thì cái chuyện gì mà đã cho qua được thì cho qua. Nghĩa là cái việc đó nó không ảnh hưởng gì lắm đến mình. Chứ là con không có sân si nhiều quá. Kể cả có bị lừa hay là bị gạt cái gì đó thì cho qua được thì cho qua. Đó. Thoáng tính là thoáng tính ở chỗ đó nhá. Đúng thầy. Mệnh của con là mệnh Thái Dương tại Tỵ. Ở đây thì là miếu địa rồi. Trước hết thì về cái ngoại hình này. Ngoại hình của con người Thái Dương tại Tỵ miếu địa thì con là cái con người cao vừa tầm.
nhá. Con là cao người vù tầm, dù là miếu địa nhưng mà đối với Thái Dương miếu địa thì chỉ là cao vừa tầm thôi. Nhưng được cái là người đầy đặn nhá, người đầy đặn, da thì trắng, mặt sẽ hơi vuông một chút và có dáng vẻ uy nghi. Thái Dương ấy là chủ về, chỉ về bán cầu não trái nhá, chỉ về khả năng trí tuệ, khả năng logic. Vậy nên khi mà Thái Dương miếu ấy, thì con là con người khá thông minh và nhanh nhạy. Nhất là cái con là có cái người có cái tính nhạy cảm rất là cao. Ngoài ra thì Thái Dương còn chỉ cái tính thẳng thắn và cương trực nữa, nóng nảy. Nhưng mà rất may ở mệnh của con lại có thiếu âm rồi, nên đã kìm bớt được một cái phần nóng tính của con. Đây là tính đấy, con có thể nó thuần hoặc nó đầm trở lại. Tuy nhiên cái tính nóng nảy của con nó vẫn thể hiện rất rõ ràng khi mà cái sự việc nó xảy ra quá giới hạn nhá. Như thầy đã nói bên trên ý, con sẽ trở thành một con người khá là khác hẳn so với thường ngày. Không suy nghĩ được gì nhiều ngoài việc làm thế nào cho hả cơn giận thôi. Nhất là khi mà Thái Dương hội với Phi Liêm và Kiếp Sát ý. Vậy nên thầy mới nói là khi mà con nổi nóng lên thì con rất là đáng sợ. Thường thì ranh giới của cái sự hiền lành và nổi nóng của con ấy nó cách nhau rất là mỏng manh nhá. Trong tranh luận ý, chỉ cần thêm một từ thôi hoặc chỉ cần thêm một lời nói thôi cũng có thể biến con trở thành một con người bình thường, thành một con người khác hẳn. Có một cái ngưỡng của con ấy, trước cái ngưỡng đó thì con vẫn có thể là bình thản, rồi con có thể là cho qua, hoặc con có thể là con người ít nói, hiền lành, có thể là cam chịu một chút. Nhưng mà chỉ cần nó mà quá đi một từ thôi thì cái cơn giận con bùng phát rất là nhanh nhá. Mệnh của con có lục tồn. Mệnh có lục tồn thì trước hết là biết cách để chi tiêu cái đã. Lục tồn là một tài tinh, nhưng mà nó khác với hóa lộc là một chút, là chủ về thỉnh thoảng thì con sẽ kiếm được những cái khoản tiền bột phát mà không báo trước, hoặc là con không ngờ tới. Yeah. Ngoài việc lục tồn đi với chiếu âm và hội văn khúc ý, thì là cái con người có nhiều sáng kiến để kiếm tiền, có khả năng ứng biến theo hoàn cảnh khá là cao. Nhưng mà nên nhớ một điều, mà mệnh mà có lục tồn ý, thì kình dương và đà la luôn ở hai bên nhá. Thế nên là trong tất cả mọi việc con làm ý, gần như đều không thuận lợi. Ví dụ như là hai người vào làm cùng một thời gian chẳng hạn, cùng một ngành nghề, thì bạn của con có thể đã được lên chức và được nâng đỡ, còn mình thì vẫn ở chức quèn chẳng hạn. Cái điều này nó áp dụng ngay cả trong khi con kinh doanh cũng thế nhá. Ví dụ như là trong cùng một cửa hàng, trong cùng một khu vực, thì có thể là cái cửa hàng của bên kia nó có thể bán được nhiều hơn của bên mình, trong khi đó là sản phẩm là giống nhau. Con thì tính sẽ hơi lười đấy nhá, là con người khá đủng đỉnh nhá, không vội vàng. Con là con người không vội vàng nhá, như kiểu người ta nói là súng bắn đít không chạy đấy, luôn tư duy theo cái hướng việc đâu còn có đó. Nên tuy nhiên, nhưng mà vì chính vì cái tính cách này nên là khi đối với một cái việc xảy ra ấy, một bất ngờ xảy ra, thì con cũng giữ được bình tĩnh, tức là mình không hoảng loạn đấy, mình sẽ suy xét và tìm được hướng cách giải quyết. Thì cái tính này thì cũng là tốt thôi, tính này thì cũng không hẳn là xấu. Con người con thì thông minh, thì thầy đã nói ở trên rồi, và là người nhạy bén. Và có một điều đặc biệt trong cái lá số khi mà Thái Dương cư Tý này, thì con là cái con người khá là nhạy cảm nhá. Tức là con người khác ấy, nó chỉ cần có một chút thay đổi trong lời nói hoặc hành động thôi là con có thể hiểu ý ngay được, được chưa? Được. Nhưng mà có một điều đáng lưu ý là con là con người suy nghĩ khá là nhiều, và lúc nào con cũng suy nghĩ. Nên là cái việc gì mà lọt vào mắt con ấy thì con cũng suy nghĩ cả. Và cũng chính vì cái tính nhạy cảm quá mức như này thì dẫn đến cho con là cái sự mà con sẽ hơi khó ngủ, và nhiều khi nhiễu nhiều quá có thể sẽ dẫn đến nhức đầu nhá. Yeah. Mệnh thì nằm trong tam hợp âm long trực rồi, thế là tính tình thì cũng sẽ thật thà thôi, thật thà và nhẫn nhịn. Nhưng mà khi mà cái thật thà mà nhẫn nhịn âm long trực mà đi kèm với Thái Dương ấy, thì như thầy nói ở trên thì đúng là không dễ bắt nạt, tức là hiền lành nhưng không dễ bắt nạt. Chủ về là nhiều khi con biết người khác lừa rồi nhá. Chính con cũng đã nhận ra nhiều khi người khác đang lừa mình hoặc là gạt mình, nhưng mà nếu mà nó không ảnh hưởng lớn thì thôi kệ. Đối với con thì con nghĩ thôi kệ, bỏ qua cũng được. Nếu mà không ảnh hưởng gì mấy đến con thì con cho qua. Được chưa? Được. Yeah. Có văn khúc này, có thiên khôi chiếu về, thì con cũng là con người được ăn học đàng hoàng nhá. Nhất là đặc điểm kéo ăn kéo nói,
với Lục Tồn mà đi với cả Khôi Việt và Sương Phúc ấy, thì chủ về là cái khả năng tư vấn. Khi mà cái khả năng tư vấn mình ăn nói khéo ấy, thì nó dẫn đến cái khả năng chốt khách hàng khá là tốt nhá. Có thể con có thể làm với các ngành như tư vấn này, tư vấn bán hàng thì cũng tốt. Nhìn chung cung mệnh khá tốt, ngoài việc mà con ăn trọn vẹn hai cái bộ cơ quả này. Thế nên là khi mà con người có bộ cơ quả, con đã xem nhiều clip rồi ấy, thì con đã nghe được hai sao này bao giờ chưa? Dạ cũng chưa thầy. Chưa rõ lắm à? Thì như này này, nếu mà bộ con mà ăn trọn, mệnh của con ăn trọn vẹn hai bộ cơ quả ấy, thì cái con đường tình duyên của con sẽ hơi khó khăn một chút đấy nhá. Nhất là con có thiên diêu ở đây nữa, lại hội cả tiếp sát nữa, là chủ về là gần như là tình cảm nó bị cắt đứt. Và cái việc mà thiên diêu mà hội với kiếp sát ấy, nó còn nguy hiểm hơn cả việc sinh phong mà hội với kiếp sát nữa. Không biết bây giờ con đã có vợ chưa? Dạ chưa thầy. Chưa có vợ à? Dạ. Thế thấy đúng chưa? Mệnh con ăn trọn bộ cô thần quả tú đây. Và như trong tâm linh ấy, trong cái bộ cô thần quả tú này, người ta còn nói đến là duyên âm nữa đấy. Bộ cô quả này tượng trưng cho duyên âm, nghĩa là sẽ có một người theo con. Không biết con có niềm tin vào tâm linh hay không, nhưng thầy cứ nói ra hết thôi thì con đã mất khí trên tử vi rồi. Và nếu con mà biết cái đó thì thầy nói đúng. Còn đúng là có những lúc con đi coi thầy thì có người nói cho con đi theo con, nhưng mà con hỏi người nào, người trai hay gái, thì người ta không, thầy đó thì thầy không có nói. Nhưng thầy chỉ ở việc nào trong cơ thể con thì thầy nói. Nhưng thầy kêu về chỉ năm mùa A Di Đà Phật thì cho qua thôi. Năm mùa A Di Đà Phật thì cũng qua được, thầy đó đấy nói một phần đúng đấy. Nhưng mà như thế này, hôm nay nhân việc con nói như này thì thầy cũng sẽ nói thêm một chút nữa. Đó chính là việc mà con tụng kinh này, con nghe các chú này, rồi là con nghe các bài giảng đạo, thì cái việc mà giúp cho cái vong của mình đi theo ấy, nó siêu thoát được là đúng. Nhưng mà rất tiếc là cái việc này nó cần thời gian. Nó cần thời gian. Vì cái việc mà mình tích đức và tích năng lượng dương ấy, khi mà nghe giảng đạo Phật và theo đạo Pháp ấy, thì nó là cái cách mà cơ bản nhất rồi. Lên cái việc mà để siêu thoát cho một con người là khiến cho cái linh hồn nó phải nhẹ lên và nó bay được lên trên cơ. Thì cái điều này thì làm được, nhưng mà mất thời gian sẽ lâu hơn. Và cũng vì nếu mà con nghe lời thầy đó thì thầy nói là đúng, nhưng mà nếu mà nó có hiện nhiệm ý, thì chính ra bây giờ con phải lấy được vợ rồi mới đúng. Bởi vì là cái vong tiền duyên này họ vẫn đang quan niệm con chính là chồng của họ rồi, và họ không cho con đi kết duyên với một cái mối bên ngoài. Và theo như thầy nhìn thấy ở cung thiên di của con như thế này này, thì thầy thấy ở bên ngoài đối với con thì con cũng có khá nhiều, quen khá nhiều các bạn gái đấy. Nhưng mà theo như thầy muốn hỏi con là khi con quen được nhiều bạn gái như này thì tại sao con lại không thể tiến tới được một cuộc hôn nhân? Có cái gì nó xảy ra trong người con là hay thế nào? Có nhiều thật sự thầy nói đúng là con quen rất là nhiều bạn gái. Có những người thì có nghĩa là lúc quen thì con thật sự là con cũng không có có dạng như là chỉ quen để cho biết thôi. Thế nên là thầy nói rồi, cái đường tình duyên thì có cô quả nó khá đận đận đấy. Và nếu mà thực sự như này, nếu mà thầy là con người làm bên tâm linh, thầy cũng là xem tập tự vi luôn, thì khi nhìn vào cung là số như thế này thì thầy kia nói có phần đúng. Thầy nói đúng, nghĩa là con có thể hoàn toàn nghe về kinh và giảng đạo thì hoàn toàn có thể khiến cho cái vong nó siêu thoát được. Nhưng mà rất tiếc là cách đấy dùng cho những cái con người mà người ta có tuổi rồi, nghĩa là người ta không có cái gì phải chất bật, hoặc là người ta có thừa thời gian, người ta không phải gấp gáp gì thì người ta có thể làm cái cách đó được. Còn đối với con ý, thì thầy biết là năm nay theo lá số là con năm nay đã là 33 tuổi rồi, và ở tuổi này mà chưa lấy vợ thì người ta đối với nam cũng là rất là chậm rồi. Vậy nên là trong cái việc quan trọng của con bây giờ, thầy biết là con là con người thích quan tâm đến công việc và kiếm tiền, nhưng mà cái gì cũng là cái ấy của nó. Hơn nữa con cũng vừa nói với thầy con là con một, vậy nên là việc mà có vợ và thành lập gia đình và sinh con cái thì bây giờ thầy nghĩ nó được ưu tiên lên hàng đầu hơn là công việc của con nhé. Dạ
Và đối với con trong cái lá số này thì thầy nhìn này thì con đến bây giờ thì chắc con cũng phải gặt hái được cái gì rồi. Đúng thật. Con thì cũng nói chung là nhà cửa thì có đủ. Nói chung là mọi thứ thì con cũng có, nhưng mà có cái nghĩa là con luôn luôn có trong đầu con luôn luôn có suy nghĩ cứ phải lo lắng một số việc trong gia đình, cứ làm mình cũng suy nghĩ, việc ở tình thì cũng suy nghĩ. Trong đầu con luôn luôn nó suy nghĩ, nó làm cho con thật sự rất là mệt mỏi, nhiều suy nghĩ nhiều. Thầy biết nhiều khi gia đình con mà có cha mẹ con mà có vấn đề gì đó, thật lúc đó con rất gấp, là vấn đề con không phải là con muốn thầy tư vấn cho con, thì lúc đó con có gia đình con nó có nhiều chuyện nên con muốn thầy tư vấn, nên con mới nhắn thầy, mà lúc đó con đã đi bấm khi công tác có nhiều cái không làm phiền thầy. Rồi không sao, bây giờ thầy tư vấn cho con cũng được, nhưng mà con nên nhớ một điều là cái tính cách và cái việc suy nghĩ của con ấy, cái suy nghĩ của con thì nó nằm trong cái bản mệnh của con rồi, và ngay từ đầu cái lá số thầy đã nói con là con người nghĩ nhiều rồi, và con là con người khá là nhạy cảm, nghĩa là cái việc gì khi lọt vào mắt con thì con đều suy nghĩ và tính toán hết. Thế nên dẫn đến cái việc khó ngủ và cái việc nhức đầu thì hoàn toàn là có. Vậy thôi, nhưng mà chẳng qua bây giờ thầy muốn nói là cái gì nên ưu tiên, cái gì không. Thực ra ngay cả cái việc mà bây giờ con vẫn chưa lập gia đình và con chưa có vợ, cái điều này cũng đã khiến cho bố mẹ con cũng phải suy nghĩ khá là nhiều rồi đấy. Bởi vì là mình nên ưu tiên là tuổi nào làm việc nào. Và nếu mà con có muốn nói là con muốn cho một cơ làm việc mà nó có một cơ ngơi nó khang trang hoặc là ổn định việc làm, thì như trong cái lá số này thầy thấy đến bây giờ là con đã có được cái thành tựu nhất định rồi. Và tiền đối với con thì tuy nó chưa được nhiều nhưng mà con cũng đủ để mà chi tiêu trang trải cuộc sống cho cái cuộc sống mà có gia đình. Nhá. Được rồi. Nói chung là tiền thì giờ con không có suy nghĩ nhiều về việc, thì con đã đi là làm lỗi tiếng, con muốn phát triển cho cơ nghiệp của con sau này, cho con cái sau này nó được nhiều hơn thôi. Thầy biết. Chứ về vấn đề là con thu nhập thì vấn đề là con không có, giờ không phải là vấn đề con coi quan trọng lắm. Ừ. Quan trọng của con là con luôn muốn hỏi về vấn đề gia đình con và về sức khỏe của mẹ con. Lần này là ưu tiên hàng đầu. Và việc tí thầy vừa nói con cũng đúng là việc về vấn đề vợ con là vấn đề mà con cũng đang muốn hỏi thầy. Và vấn đề là thầy nói đầu tiên là vấn đề công việc của con, là con biết được vấn đề. Thì khi mà con vô làm ở công ty, thật sự là con không có được ưu ái trong công việc, chính vì là cấp trên á, thì không có vấn đề là ưu ái để cho con. Nói như là để cho con này mình thăng tiến. Nhưng quá trình con làm thì luôn luôn con tự lập để vấn đề con làm riêng ở ngoài, con kinh doanh ở ngoài rồi. Để con phát đạt thôi. Rồi thầy biết. Nên con muốn hỏi thầy về gia đạo, khi về thầy sẽ giúp cho con về vấn đề mà cái dòng đi theo con thì cách nào để con cho họ siêu thoát, không làm hại họ. Được. Mà mình muốn họ đi siêu thoát, họ mình. Thực ra cái vấn đề này thì con nói thế là đúng, nhưng mà đối với thầy thì con không phải lo, bởi vì là trước đây đến giờ thầy làm việc thì chưa được thầy đánh bóng mà bao giờ cả. Và thầy luôn luôn quan niệm một điều là chỉ cần đánh họ thôi, hoặc là chỉ cần có cái gì đó khiến cho họ tổn thương thôi, thì cái việc siêu thoát cũng là rất là khó khăn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình muốn cho một con siêu thoát thì họ phải hoàn toàn dỗ bỏ được cái tham sân si. Lúc đó thì cái linh hồn khi mình truyền năng lượng cho họ ấy, thầy dạy truyền năng lượng cho họ, thì cái linh hồn của họ khi không có tham sân si thì cái năng lượng đó nó mới nhẹ lên được, thì lúc đó họ mới siêu thoát được. Còn nếu mà đến một thầy nào đó mà thầy dùng cách đánh vong hoặc tra tấn ấy, thì cái tham sân si nó sẽ tăng lên. Lúc đó thì có quay lại cho thầy thì thầy phải truyền rất nhiều năng lượng nữa thì họ mới siêu thoát được. Thế vậy nên là chỉ khuyên tất cả mọi người, nếu mà có ai có vong mà muốn siêu thoát ấy, tốt nhất là đừng tìm cách điểm bùa hay là giải bùa hay là làm cách nào đến thầy tra tấn để họ ra ngoài cả. Thế đó hoàn toàn sau khi mà
tìm được một người thầy cao tay thì cái việc siêu thoát cho cái vòng đó càng ngày sẽ càng khó khăn lên. Không có nghĩa là không làm được nhưng sẽ khó khăn lên rất là nhiều nhá. Được, con thì con cũng nghĩ là không nên, con vấn đề con cũng không, con có nhiều, con biết là có, thì có những người thầy người ta đi coi con cũng đi coi, họ đều nói con có, nhưng mà con thì thật sự con muốn cho họ, cho cái dòng này nó tự động nó đi thôi, chứ con không muốn làm hại. Được, chứ con không muốn làm hại, thì người ta cũng là người cuộc sống, ta sống thời gian xong người ta chết, cái dòng là người mà người ta đã tình. Nếu mà con suy nghĩ được như thế thì thầy sẽ mừng cho con nhé. Bởi vì là nếu mà con nghĩ được như thế thì con đã hơn được khá nhiều người rồi. Vì nhiều người họ vẫn chưa hiểu được như con đâu. Bởi vì con nên biết là nếu mà con có một vong theo thì nghĩa là trước đây con đã phải có một cái nghiệp rồi nhá. Kiếp trước con phải làm một cái gì đó có nghiệp rồi. Và cái vong này đi theo con chẳng có gì để trả cái nghiệp của họ thôi. Và khi mà họ trả nghiệp thì họ không có lỗi gì cả. Vì trước đây con cũng đã gây lỗi với họ rồi. Và con hiểu được điều này thì cái việc này sẽ làm cho cuộc sống con nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cái vong đi theo con ấy, khi mà họ ở bên con ấy, thì con làm cái gì họ đều biết cả. Và nếu mà cái lòng thiện tâm con mà có thật như lời con nói thì việc siêu thoát cho vong của con sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nha. Được chưa? Cái gì nhiều khi con có nhiều cái con cảm thấy là con lúc con bệnh xong nhưng mà con đi khám bệnh con lại không gặp bệnh. Nên nhiều cái nhiều khi mình tính con thì nó hơi nóng tính. Nhiều khi con bật bỏ đi lên thì con thể con nói gì qua thôi, nhưng mà trong lòng thì con hơi không nghĩ mà con đi chùa này kia, con thấy người này người kia thì con thì giúp. Nhiều khi con biết họ có nhiều cái là họ cũng mang cái danh là mình, có nghĩa là gặp cái chùa để đi để xin này kia. Nhưng mà cho họ luôn luôn có tay chân khỏe mạnh nhưng họ không đi, mình biết rằng điều đó, nhưng mà thấy người ta đem theo con nít chẳng hạn thì mình chưa chỉ nghĩ là mình không giúp cho cô này nhưng mà giúp cho đứa nhỏ. Họ có để nuôi cho đứa nhỏ một họ lớn lên, như là biết một cái cô á, cô ẩm đứa nhỏ ra, cô ra chùa cô xin, nhưng mà ngày nào cô cũng ra tới chùa với cô xin. Nhưng mà con cứ suy nghĩ là con cho cô ấy, nhưng mà thật sự là con cho đứa bé. Rồi. Thì đứa bé nó thì nếu mà đi làm có nhiều khi đứa bé nó không sẽ được mình chăm sóc hơn. Mình sẽ tuy rằng cái số tiền mình không nhiều, nhưng mà mình cũng góp một phần để nuôi cho mai mốt nó thành người. Rồi. Không suy nghĩ cái suy nghĩ như vậy thôi. Suy nghĩ đấy là tốt, giữ cái suy nghĩ đó là được. Bởi vì sao thầy không biết là nếu mà con có niềm tin vào tâm linh không thì thầy không biết, nhưng thầy chỉ nói này, không biết là kiếp trước con là ai, con làm gì, phạm những lỗi làm gì, mà kiếp này con phải chịu những cái nghiệp như thế nào thầy biết. Và có thể bây giờ con cũng đã biết là con chịu nghiệp gì rồi đấy, thì không, cái đấy không cần bàn tán ở đây nhiều. Nhưng cái vấn đề ở đây là con sống thế nào ở kiếp này thôi, hãy làm sao mà sống cái kiếp này nó thật là tốt, thì ở kiếp sau con sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn nữa. Và thầy làm bên tâm linh nên là nếu mà con có muốn hỏi thầy là cõi âm có thật hay không và sau khi chết thì sẽ đi đâu ấy, thì thầy chỉ khuyên con một điều là họ là có thật và hãy làm thật nhiều điều tốt để sau này mình mất đi mình sẽ ở một cái cõi, cái cõi mà nó đỡ bị đau khổ hơn rất là nhiều. Bởi vì lúc mà thầy gọi con lên có rất nhiều người họ cào thét và họ rất là đau khổ nhé. Thầy biết như hồi lúc nó chị con mất thì con thật sự rất tốt kỳ chị con. Gia đình con thì chỉ có được khoảng 3 chị em thôi. Nhưng thực sự chị con mất thật sự là rất là đau, gia đình rất là đau. Mà khi kêu được con linh chị tìm lên thì gia đình ai cũng khóc hết. Và vì đó giỏi chị đi luôn là mọi thứ đều muốn muốn hỏi nhiều cái để cho chị con thì thường đi tu, gọi đến chùa để tu, để giúp đi học đạo, để giúp người này người kia. Trước hết gia đình mình lúc dạ. Cho thầy hỏi là chị con mất vì lý do gì? Chị con mất về
mất được sông, sông nước rồi. Chết mất sông nước à? Mất sông nước mà phải mất còn chưa thoát lắm đấy nha. Rồi, nếu mà... khi có không thì con thì con cũng không rõ. Thầy chỉ biết như thế này. Đối với trong trong tất cả mọi người chết ấy, thì hai cái người mà khó chưa thoát nhất khi là chết đuối của treo cổ nhá. Riêng treo cổ là cái tội nặng nhất, riêng treo cổ là cái tội nặng nhất. Thế nên là đừng bao giờ, thầy nói luôn là nếu ai nghe được thì tốt nhất không bao giờ chọn bằng cách treo cổ chết được. Còn việc chết đuối thì nó không bị tội nhiều, nhưng mà việc khó chưa thoát nhất. Và muốn siêu thoát có một điều như thế này, muốn cho một con siêu thoát thì trước hết là phải xem cái vong đó lúc chết có bị đau đớn hay không. Và nếu có đau đớn thì phải chữa bệnh cho người ta đã nhá, truyền năng lượng chữa bệnh cho người ta đã, thì lúc đó họ đi tu học và họ siêu thoát nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Thầy không biết là chị con lúc chết nó có đau đớn gì không nên thầy không tư vấn được nhiều cho con nhá. Con nghĩ là lúc đó chị con tới lúc mà ra ngoài nước á, thì chị con không có uống nước mà nín thở. Nín thở có nghĩa là khi nín thở thì có nghĩa là tắt thở thôi, chứ không có uống nước vào. Thế à? Thì con nghĩ là lúc đó chị con là không có uống nước. Rồi, được rồi. Dù sao thì thầy, cái này thầy sẽ không xâm thiệt sâu nữa, bởi vì đây là vấn đề của chị con. Và thầy biết là gia đình con chắc cũng đã tìm nhiều cách để cho cái linh hồn chị con nó tốt hơn rất là nhiều rồi. Và cái vấn đề đó thì chỉ là một phần thôi. Còn vấn đề hôm nay là thầy muốn là muốn lo cho con ấy nhá. Được chưa? Được. Chị của con đã lần nào về chưa? Đã nhập tên ai đó về nói chuyện bao giờ chưa? Có nhập vào lúc mà con, lúc mà đi coi người đi nhà người lên xác thì có nhập vào. Thì mẹ con có gửi cho chị con một cái nguyên một làm một cái nhà tiền á, tiền vàng á. Thì đốt cho chị con. Thì lúc đó nó đi hỏi để coi chị nhận được chưa, và muốn mẹ con cũng muốn gặp để nói chuyện với chị con thôi. Thôi được rồi, chị con nếu mà được gia đình con quan tâm như thế thì rất là tốt. Rất là may cho chị con là chị con ở trong một ngôi một gia đình mà có niềm tin vào tâm linh và biết cách thờ cúng, cho nên là cũng rất đỡ rất là nhiều. Vì trên trong Việt Nam có rất nhiều gia đình là họ thờ cúng chẳng qua chỉ là biết là các cụ hồi xưa làm thế thì bây giờ mình cũng làm thế thôi, họ không để tâm nhiều lắm. Vậy nên là nhiều gia đình người chết không được chăm sóc một cách tử tế, không được thờ cúng tử tế, nên là họ thiếu thốn nhiều lắm. Còn đối với gia đình con, nếu mà thầy nghe qua con như thế thì thầy cũng biết là các chị con dưới đó thì chắc sẽ không thiếu gì rồi nhá. Chỉ có một điều là gia đình con có nghĩa là người bên nhà của ông nội là chỉ có nó mất mạ, nghĩa là mất cái mồ mạ, mất mồ mạ. Vấn đề đó thì nó nghĩa rất là ở vị trí đó, nhưng mà ở khu đó, nhưng mà không biết nằm ở vị trí nào. Rồi thầy ở đây cũng thấy trong lá số có đây. Thôi rồi, bởi vì là hơi lan man một chút, bây giờ thầy sẽ quay lại cái lá số của con. Bởi vì nếu mà con đã mất phí xem thì thầy sẽ phải xem cho con những cái mà điều thầy cần tư vấn nhá. Được chưa? Rồi lúc đó con muốn hỏi cái gì thầy dễ trả lời nhá. Thì ở đây, đối với cung tài bạch của con này, thì cung quan lộc nhá. Đối với cung quan lộc con thì cung quan lộc con có thái âm. Thái âm là một cái tài tinh rất là lớn, và khi nó đóng tại cung quan ở đây, hay đóng vào cung tài hay quan nó đều đắt cách cả. Tuy nhiên thì đóng vào cung tài sẽ tốt hơn một chút, nhưng mà con lại đóng cung quan thì cũng rất là tốt rồi. Trong cái trường hợp là số này thì thái âm ấy, nó đóng ở lậu và làm yếu địa. Thái âm mà đóng cung âm thì càng tăng lên cái bộ số tốt của cái sao này. Và khi đóng ở đây là chủ về các công việc có tính chất linh động rất là cao nhá. Tính linh động cao nghĩa là gì? Tức là không giới hạn về thời gian giờ giấc này, nghề nghiệp. Mà cung xung chiếu của con mà có thiên đồng ấy, chủ với con phải đi lại nhiều, và cái tính tự do của công việc khá là cao. Thái dương ấy vốn là cái sao sống tỏa ra, vậy nên là khi mà kết hợp với cung quan này thì con là cái con người cũng không thích gò bó lắm, hay là con không phải là con người mà thích tuân thủ một cái nguyên tắc nào đó mà nó chi li quá nhá. Và thái âm cư cung quan mà theo thầy nghiệm lý thì con là con người mà làm công ăn lương này, và sau đó sẽ làm ở bên ngoài nữa, nghĩa là làm cả hai mảng, nghĩa là công ăn lương và làm ở bên ngoài, và sau này con sẽ tách ra làm chủ riêng. Một
Điều nữa mà ít người biết tới đó là sao Thái Âm là sao chủ về điển sản. Vậy nên khi nó đóng ở cung quan ấy, thì con rất có lộc làm bên các công ty hoặc nghề nghiệp liên quan đến đất đai nhé. Ví dụ như là các cái ngành như thiết kế nhà đất này, kiến trúc này, hoặc làm vào các cơ quan nhà nước liên quan đến bên quy hoạch đất này. Không thì con có thể làm bên môi giới cũng rất là tốt. Được chưa? Dạ. Yeah. Cung quan ấy mà có văn xương đào hồng thì có thể làm các công việc liên quan để ăn nói này, như hướng dẫn viên du lịch này, tư vấn viên này. Việc nên nhớ là cái việc ăn nói tốt sẽ giúp con rất nhiều trong các lĩnh vực kinh doanh và chốt khách hàng đấy nhá. Dạ. Yeah. Đào hồng cũng có thể là làm các bên kinh doanh như các dịch vụ giải trí này, làm đẹp, hoặc là bán đồ nội thất trang trí nhà cửa. Và nếu mà liên quan đến nhà đất thì con có thể hoàn toàn là môi giới nhà đất, hoặc là xây hoặc thuê nhà, cho thuê nhà đất cũng đều rất là ổn, được chưa? Dạ. Yeah. Và nãy giờ thì thầy nói nhiều con về các vấn đề là các ngành nghề liên quan đến kinh doanh, nhưng mà không có nghĩa trong lá số này con lại không làm được trong nhà nước nhá. Vì cung quan của con là gì, có quốc ấn và có tướng quân chiếu về đây, thì con có thể làm cả hai mảng nhà nước mà cũng tốt, mà khả năng kinh doanh đều rất tốt. Và nhất là khi nếu mà trong làm bên nhà nước ấy, thì con có cái bộ sao ăn nói như là phong cáo này, thì đầu óc của con khá nhạy bén thông minh, nên cái việc thăng tiến trong quan trường của con cũng không, với con cũng không phải là khó. Yeah. Nhưng thầy nói đấy, thì tính của con thì không thích gò bó và trói buộc rồi, vậy nên là nếu mà con có cơ hội xin vào nhà nước làm thì thầy nghĩ là con chỉ nên làm cái ngành nghề gì có cái tính tự do khá cao thôi. Chứ còn nếu không mà con mà bị trói buộc nhiều quá thì thầy nghĩ là sớm muộn thì con tách ra làm riêng và làm ngoài. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì thầy cũng sẽ khuyên con điều này nhá. Cung quan có thiên việt hóa lộc chiếu về, chủ về là con sẽ có nhiều khách, con sẽ có nhiều hợp đồng, khá nhiều hợp đồng làm ăn. Nhưng mà ở đây có thiên không và phục binh ấy, thì con sẽ lưu ý là thường xuyên xảy ra những cái trường hợp này. Nếu như mà trong kinh doanh ấy, gần như là mọi việc xong xuôi, và khi mọi việc xong xuôi hết cả rồi thì nhiều khi khách sẽ báo hủy hợp đồng trước đó một thời gian ngắn thôi. Tức là gần như đến cái ngày ký kết mua bán thì tự nhiên khách lại đổi ý, được chưa? Được. Trong công việc làm ăn ấy, trong công việc làm công ăn lương thì bộ sao này nó cũng thể hiện cái sự khó khăn cản trở trong cái việc thăng tiến. Ví dụ như là có thể cấp trên có thể đề xuất bổ nhiệm con ấy, nhưng mà cuối cùng sẽ bị thay thế bằng một người khác chẳng hạn. Đó những cái vấn đề về phong quan mà thầy cần lưu ý cho con biết. Được chưa? Chưa kể phong quan của con có cô thần nữa, nó chủ về là những cái việc thăng tiến nó sẽ hơi chậm chạp một chút. Trong là số này thì thầy từ nãy giờ thầy nói nhiều về cái việc con kinh doanh riêng hơn, bởi vì là con có lộc để kinh doanh làm ngoài hơn làm trong quan lộc, bởi vì quan lộc thì cũng tốt thôi nhưng mà nó sẽ hơi chậm một chút nhá. Mình sẽ hơi thiệt thòi vì là mình được người ta không đề cao và người hơi thiệt thòi nên chậm chạp. Thế nên là con vẫn làm được hai mảng, nhưng mà đa phần thì thầy khuyên con sẽ làm chính ở bên mảng kinh doanh bên ngoài nhá. Dạ. Yeah. Về cung tài bạch này, cung tài bạch thì con có thiên lương đắc địa đóng ở đây, bởi vì thiên lương vốn không phải là một tài tinh nên là dù có đắc địa thì tính về tài lộc thì nó cũng không được gọi là tốt, không được tốt lắm, bởi vì nó không chuyên về tài tinh. Nhưng mà không cao thì không có nghĩa là nghèo. Và một điều mà thiên lương đóng cung tài hơn hẳn các sao khác ấy, là cái cách kiếm tiền và cái khả năng kiếm tiền của con khá chắc chắn và ít biến động. Trong cái cung tài bạch này thì cái việc mà nguy cơ con bị phá sản hay mất trắng tài sản ấy, gần như là nó sẽ không có. Nghĩa là tiền con cứ kiếm được đều đều nhá. Tuy không gặp được quả lớn nhưng mà chậm nhưng mà rất là chắc. Chưa kể có khoản tú ở đây thì khả năng giữ tiền của con rất là tốt, biết tiêu cái gì và không nên tiêu cái gì. Được chưa? Dạ. Ở đây thì của con có lục tồn, có lục tồn chiếu về cung tài. Mà lộc tồn là một cái sao tài tinh, nên việc nó chiếu về đây thì vừa chủ về cái sự giàu có, kiếm tiền nó sẽ đỡ vất vả hơn, mà cũng một cái phần nói lên là con sẽ kiếm tiền chính ở cái phần bên kinh doanh buôn bán nhiều hơn là làm công ăn lương. Nhất là của con là gì, có hội lộc tồn và hóa quyền ở cung phúc, là số về chủ về làm chủ,
nhá, chỗ làm chủ. Thiên tài đóng ở đây thì cũng chủ về là con có thể thu tiền về từ nhiều nguồn chứ không phải là từ một mảng. Nghĩa là một lúc con có thể làm rất là nhiều việc đấy, tức là kiếm tiền từ nhiều nơi, được chưa? Được. Canh Long được. Mà gặp Lưu Hà là chủ phải dùng gặp nước, rất tốt cho cái việc kiếm tiền. Nhưng mà tuy nhiên ở đây thì có tử phù và có trực phù hội về đây, thì nói là xấu thì cũng không phải là xấu, mà tốt thì cũng không phải là tốt. Chủ về là sự chậm trễ nhá, có chủ chậm trễ và dai dẳng. Ví dụ như là con có thể bán được một lô hàng hoặc là ký một hợp đồng, nhưng mà hàng mà đã xuất đi, nhưng mà hàng xuất đi rồi nhưng mà tiền chưa về thì chắc đã về được tay con thôi nhá. Điều này sẽ khiến cái vòng quay vốn tiền mặt của con sẽ gặp chút chậm trễ. Tuy nhiên thì nó không phải là điều xấu lắm, vì cái số tiền này thì nó chỉ chậm thôi, chứ nó không mất. Tức là sớm muộn gì thì nó cũng về tay con. Nhưng mà thầy nói điều này ở con ấy để mà cho con tự liệu chủ khi mà con muốn kinh doanh hay đầu tư một cái ngành sản xuất gì đó, thì con cần chuẩn bị cái số tiền vốn dự phòng nó nhiều hơn một chút. Ví dụ như là cần số tiền vốn là 10 thì mình phải cần chuẩn bị dôi ra là 12 nhá, để tránh cái ảnh hưởng đến cái việc thời gian quay vòng sản xuất, được chưa? Về cung thiên di này, cung thiên di của con An Tại Hợi có sao cự môn đơn thủ, thì ra ngoài của con ấy thì cũng khá được nhiều người, người ta cũng nể cái khả năng mà tư duy và cách kiếm tiền của con nhá. Và lời nói của con thì cũng có thể là được nhiều người tin nữa. Cự môn và gặp tuần ấy, theo nghiệm lý của thầy thì đây cũng không phải là điều xấu. Tuần triệt sẽ khiến cái sao cự môn này gia tăng cái tính sắc sảo trong việc ăn nói. Thầy không nói điều này là tốt, bởi vì cái gì nó cũng có hai mặt của nó thôi. Thì như mọi người đều biết thì cái sao cự môn là chỉ về miệng lưỡi, thì ăn nói nhưng mà nó hội với các ám tinh ấy, như là diêu đà kỵ, thì cái sao cự môn này nó còn chủ về cả thị phi nữa nhá. Thì bây giờ nghĩa là gì? Nghĩa là cái sao cự môn đóng đây nó vừa cũng như tốt và nó vừa có mặt xấu của nó. Thì thầy bây giờ sẽ phân tích cho con xem là có lên mặt tốt hay mặt xấu nhiều hơn. Thì xuyên suốt từ đầu là số cho đến giờ thì thầy luôn nói con là người có lộc trong các ngành nghề dùng khả năng ăn nói, như là xã giao, như là môi giới và tư vấn. Vậy nên là cự môn là khi mà đóng thiên di của con ấy thì đóng vai trò rất tốt trong cái việc nghề nghiệp của con nhá. Cự môn mà đi với xương cúc ấy, thì ăn nói thì khá là thông minh, nhất là biết ăn nói có chọn lọc nhá, biết nói giảm nói tránh. Và chính cái xương khúc này cũng đã phần nào giảm thiểu được cái thự phi thì cái sao môn thiên diêu mang lại. Cung thiên di của con đã có phúc đức và thiên đức nguyệt đức của các cung tam phương từ chính chiếu về đây, thì con cũng sẽ ăn nói nhã nhặn hơn nhá, chuyển về chủ về là nói chuyện nó sẽ mềm mỏng hoặc nhéo hơn. Vậy là về tổng thể, về cái tính tổng quát thì cái chất thị phi là có, nhưng mà cung thiên di của con có rất nhiều cái bộ sao chiếu giải chiếu về, nên là điều này cũng không đáng lo lắm. Và cũng như thầy nói ngay từ lúc đầu rồi, cung thiên di của con thì con ra ngoài thì con cũng gặp được khá nhiều bạn nữ và cũng gặp được rất nhiều nhá, nhưng mà tuy nhiên thì tất cả nó chỉ dừng lại ở cái mức mà tìm hiểu thôi, chứ không tiến xa được như thầy đã nói từ trước và cũng như con đã xác nhận từ trước đó. Tức là cứ lúc kết hôn thì hai bên lập tức sẽ gặp cái trục trặc gì đó và sẽ giãn ra, được chưa? Về tiền bạc thì cung thiên di của con có thiên khôi và thiên việt là hai cái sao thiên ất kỳ nhân, thế nên là con càng đi xa thì con sẽ có những cơ hội gặp những cái người thầy tốt nâng đỡ và hướng dẫn con trên con đường sự nghiệp. Có lộc tồn và có hóa lộc cùng chiếu về, nên là con sẽ có song lộc chiếu vào cung thiên di. Vậy là cái việc kiếm tiền của cung thiên di của con thì con càng đi xa, con càng đi lại nhiều thì con càng có lợi lộc trong việc làm ăn. Dạ, con cũng làm ăn xa nhà. Thế nhá. Con, gia đình con ở Tây Nguyên. Rồi, được rồi. Mình cứ đi xa là tốt rồi. Và thầy khuyên con một điều quan trọng nhất trong cung thiên di này. Thì với cung thiên di này, thì con sẽ có lần mà sẽ vì bạn bè hoặc vì một cái lý do hiểu nhầm nào đó mà con sẽ bị đánh hội đồng ấy nhá. Được chưa? Thế nên là con phải đánh hội đồng, nghĩa là vì bạn bè hay vì ai đó mà mình sẽ bị người khác đánh mình ấy. Được chưa? Dạ. Thế nên là con phải cẩn thận trong cái việc giao tiếp và cẩn thận trong cái việc kết bạn nữa.
Việc đi lại thì cũng nên cẩn thận nhá, đi chậm thôi, tuân thủ đúng theo luật pháp giao thông, bởi vì trong đây có số bị ngã xe và bị sẹo ở tay chân, và nhất là ở phần đầu ấy. Thế nên là cẩn thận cho thầy những điều này nhá. Bị tiếp tháng 12 mới té không? Rồi té không hả? Bị té xong mà nó cà cái đầu xuống dưới có cái nó bảo hiểm là cũng may cho con. Tay thì chảy. Nên nhớ nhá, trong cái lá số là phần đầu của con ấy, thì nhắc lại phần đầu của con nó là cái phần nguy hiểm nhất trong cái lá số này. Trong các lá số khác ngã xe là chuyện quá bình thường nhớ, trong cái xã hội này đi xe hồi xưa thầy là... hồi đó lúc mà con đi học đại học á là con té một lần cà xuống là con ngất xỉu luôn. Thế à? Đó thì nhưng mà cái này cái nó bảo hiểm nó cà mà cái nỗi mà nó mòn cái nó bảo hiểm. Thế rồi. Lúc đó con xỉu, con tới bệnh viện, con mấy bạn con chở con vô bệnh viện là con xỉu từ đó lên từ Cần Thơ thì con về tới Kiên Giang rồi tôi cũng mới tỉnh dậy. Và cái phần nguy hiểm phần đầu nó sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời của con nhá. Thế nên là thầy nói rồi, cái thông tin này là cái thông tin đáng lưu ý nhất là không tin gì của con, đó chính là phần đầu. Cái việc ngã gãy tay, bị sức sẹo tay chân thì lá số nào gần như là ai đi xe máy thì cũng bị ngã thôi, nhưng vấn đề đối với lá số đặc biệt là thầy cần nhấn mạnh nó ở phần đầu. Thế nên thầy mới nhắc con kỹ như vậy, được chưa? Về cung điền trạch này, về cung điền trạch thì mới là điều đáng nói. Vì sao từ nãy đến giờ thầy luôn nói con làm trong ngành đất đai hoặc bất động sản có lộc? Bởi vì là con là gì? Con có tử vi và thiên phủ, miếu địa, hội, đại, tiểu hao nhá, là con có lộc với mọi bất động sản. Có tả phù hữu bật chiếu về đây là chủ về điền sản và đất đai khá là dồi dào. Chắc hẳn là đến bây giờ khi mà nghe thầy mà luận cái cung tài bạch của con ấy, thì con vẫn đang tự hỏi là xem cái cung tài bạch của con hơi kém. Nhưng con yên tâm đi nhá, cung tài bạch là cách thức kiếm tiền thôi, còn kiếm được giàu đến đâu lại do cung điền trạch quyết định. Và với cung điền này thì về hậu vận thì con là con người khá là giàu có. Nói là đại gia thì có thể là thầy cũng chưa mạnh miệng lắm, nhưng mà con đủ giàu để cho người khác người ta thèm muốn nhá. Tam hợp của con là gì? Tam hợp cung điền của con có bộ tử phủ vũ tướng, là cái bộ sao mạnh nhất trong cái vấn đề điền sản, nó hội hết về đây. Ngoài ra làm trên đất tràng sinh nữa. Và cung điền này thì thầy chấm cho con tầm khoảng 8 điểm. Sau này thì nhà con khá là đẹp, nhưng con không phải lo. Và con sẽ có tầm ít nhất là 2 nhà đến 3 nhà. Tuy nhiên, cần lưu ý cho thầy một số điều sau. Nhà của con ý, thì sẽ có bị hạn chập cháy. Vậy nên con phải đề phòng cẩn thận một chút nhé. Thấy chưa? Đi đâu xa thì nếu đi xa ngày, đi dài ngày thì nên dập cột dao đi. Trong đời của con sẽ phải có một lần cầm cố nhà. Tuy nhiên không nên lo lắng quá, bởi vì phải có cái lần cầm cố này thì con sẽ mới tiến cao lên được nữa. Khóa kỵ mà hội thái tuế thì trong nhà con ấy sẽ có hay tranh cãi bất đồng quan điểm. Không biết giờ thì nó đã xảy ra với gia đình bố mẹ của con chưa, nhưng mà nó sẽ có cái sự mà nó hơi tranh cãi xảy ra ở đây nhá. Vậy nên thầy khuyên con là mỗi người nên biết nhường nhịn một chút để cho gia đình nó yên ấm hơn, được chưa? Sau này con có thể kinh doanh mở cửa hàng ngay tại nhà được. Tuy nhiên nhà con xung quanh sẽ có nhiều thành phần lộn xộn, thế nên phải đề phòng trộm cắp nha. Vậy thôi. Còn về thân cư phúc, thân của con thân cư phúc đức rồi, thì vậy con sẽ là cái con người có tín ngưỡng và có quan tâm đến việc thờ cúng gia tiên. Với cung phúc đức này thì khá là tốt. Tuy nhiên là có thiên cơ đóng ở đây thì muốn để mà thực sự mà công việc của con nó trôi chảy và con gọi là tự ý thuận lòng ấy, thì có phải trên được 38, ít là 38 phải 40 tuổi. Trong mắt thì cũng phải lo, cần phải lo lắng nhiều. Với công phúc này thì đối với thì tuổi trẻ thì lo lắng nhiều lắm. Nhìn chung thì gia tiên của con đều là tốt cả. Cung phúc này, cung phúc mà có thanh long của thiên đức chiếu về thì tuổi thọ của con sẽ được tăng cường lên, được chưa? Và một điều nữa là sẽ có một cụ bị mất mộ nhá, có một cụ bị mất mộ, nếu có điều kiện thì sau này nhớ đi tìm về. Vậy thôi. Và con nên nhớ là chăm sóc thờ cúng gia tiên cho đàng hoàng, bởi vì trong lá số này con sẽ được ăn lộc từ cung phúc. Thế nên con càng chăm sóc tốt và con có lòng thờ cúng gia tiên thì con càng được lộc. Được chưa? Yeah.
Về tận ách thì lưu ý cho thầy một số bệnh sau này. Các bệnh về bên da liễu này, có kình dương tại ngọ, có thiên tướng, hóa kỵ chỉ cẩn thận tai nạn, các bệnh tật liên quan đến đầu, được chưa? Dạ. Yeah. Ăn nhiều chất mát vào vì gan của con sẽ hơi nóng. Chưa kể là những cái ngã cơ bản về trẹo tay chân thì thầy không nói nữa vì nó không nguy hiểm đến tính mạng. Về già thì con cần liên quan, cần lưu ý các bệnh liên quan đến đường huyết như là huyết áp cao này. Và nguy hiểm nhất trong cái lá số này là cái bệnh bên mạch máu não nhá, có thể bị đứt mạch máu não. Tuy nhiên thì bây giờ chưa cần lo lắng quá. Được chưa? Dạ. Rồi bây giờ con muốn hỏi thêm gì nữa không? Rồi về cái vấn đề tình duyên, tình duyên của con thì phải. Tình duyên thì trước mắt là con phải đi siêu thoát cho cái bạn đấy đã. Nhá. Con nói về tình duyên. Không cách nào để siêu thoát được cho bạn đó. Thầy vẫn siêu thoát cho mọi người mà. Có gì con cứ yên tâm nhá. Bây giờ như thế này. Bây giờ thì thầy sẽ, nếu mà để siêu thoát cho một người thì bây giờ thầy sẽ ở ngoài này lập cái đàn. Sau đó con ở trong đó, thầy sẽ nhắn tin cho con một số cái đồ lễ cần thiết. Và khi mà thầy làm đàn lễ ngoài này thì hôm đó con cũng phải là người thắp hương và bày lễ luôn, được chưa? Nhá. Sau đó thì con ngồi đấy. Con ngồi đó và thầy sẽ gọi cái vong đó lên. Sau đó triệu về bên điện của thầy và siêu thoát cho họ đi là xong. Dạ. Được chưa? Dạ. Mà nếu mà con ngại cho nhập quá thì thầy có thể mời hẳn họ về bên này cũng được. Nhưng mà thầy thực ra thầy mời họ lên để cho con tin thôi nhá. Bởi vì là thầy không biết con có phải là con người có niềm tin và tín ngưỡng không. Và không biết con có không, tin vào thế giới tâm linh không. Thầy cứ đưa họ về để lên nó cũng được. Con thì tín ngưỡng thì con đi theo tín người. Rồi con cũng đi thực hành, đi chùa, thành Phật. Nếu thì con hiểu. Rồi, nếu mà con niềm tin rồi thì tốt thì thầy sẽ mời họ về đây và sẽ phát chọn luôn. Nhưng mà con vẫn phải làm mâm nhá. Con vẫn phải làm mâm, yeah. Và chuẩn bị một số đồ như thầy nói. Nghĩa là hai bên con và thầy phải làm lễ song song với nhau. Và sau khi làm lễ xong, yeah, thì cùng đồng thời phải đốt một số thứ nhá. Được chưa? Được. Thế bây giờ con phải nhắn tin nhá. Con phải nhắn tin vào trong cái kênh fanpage của Tử Vi ấy, của thầy. Sau đó là con nhắn tin vào đó và con đăng ký cái lấy cái mã số giải vong nhá. Thì để sau đó thì bạn trợ lý xếp lịch giải vong cho con. Bởi vì là đối với bên thầy thì việc xem tử vi một mã số và việc giải vong cũng là một mã số khác nhau, được chưa? Đăng ký để lấy mã số nó dạ, không nghĩa là con đăng ký ngay cái số điện thoại và chứ con nhắn tin cho thầy đúng không? Thế cũng được. Thế hóa ra trước đây là con đăng ký không thông qua bạn trợ lý mà thông qua thầy à? Dạ, thông qua thầy. Thế à? Sao đối với giai đoạn ấy nhỉ? Thường thường là thầy sẽ chuyển hết cho các bạn trợ lý mà sao đối với con lại là thầy nhỉ? Thông qua thầy, xong rồi con gửi tiền trong tài khoản thầy, xong rồi thì sau đó thầy nói với các bạn trợ lý thì con sẽ lấy bốc phiếu tới đây thì là tôi còn. Ừ, đúng tin được. Dạ. Thế là tốt. Vì thường thường thấy rất ít khi mà đăng ký mã số cho ai đó. Vì cái công việc đăng ký mã số và tiết lịch là tất cả là thầy đưa hết cho các bạn trợ lý rồi. Đây là đối với con, nếu mà thầy cấp mã số cho con thì có thể là nó một cái duyên gì đó nha. Dạ. Được rồi. Vậy thôi. Con hỏi thêm gì nữa không? Tại vì thầy cũng nói con cũng làm ở ngoài chứ con cũng làm ở nhà đất. Nghĩa là con cũng môi giới bên nhà đất. Nghĩa là con làm bên nhà đất rồi gì? Dạ. Thì con cũng như là nhiều việc lắm. Con làm nó như là có công việc nào mà nó tính toán được mà con nó sẽ thu nhập mà nó cao thì con đều làm. Thì thầy là nói là con là người thông minh, nghĩ được nhiều cách kiếm tiền mà. Nhá. Nhưng con hỏi thầy, con có một người nói con là cứ con đi ở đâu cũng được. Thì khi mà con lúc bữa hôm con đưa người khác đi coi nhà đất thì có một cái cô này, cô
cô đi bán vé số rồi, nhưng mà cô thì cô cầm bài, cô bán ít nên cô hỏi con. Cô mới đầu cô tới cô hỏi con là cháu có mua số không? Lúc đó con đang bận trả lời điện thoại với để gọi khách hàng. Còn lại nói là cô thôi, cô đi bán nơi khác đi, còn con không có mua. Thế cô này cô nói con là cứ hỏi chú chơi thôi. Chúng tôi thấy chú, tôi thấy chú con chỉ nghĩ sao là con kể vậy thôi. Chú thấy có lông mày, chú là hai lông mày đứng lên, là chú là người có chú sẽ chú mấy ngày nữa thì chú sau nó là năm này ấy, là chú đi nước ngoài. Thì chuyện đi nước ngoài thì con cô không để ý, tại vì con làm bên kinh doanh đây thì con chuyện đi đó thì con không, cũng thường thôi. Rồi chưa nói con thêm nữa là chú mà chú cầm tiền tỷ trong tay, tại vì lông mày của chú khó, mà chú thì có người theo độ, theo Phật, cái Phật độ. Thực ra trong mắt thì cô nói con trong mắt thì có những cái con bề cứu thì nói nhắc con bề con rồng thôi. Thế xong thì cô nói thêm là chú con nó thì có ba người thương, nhưng mà ít là chú thì chú chỉ lấy tiền họ đi giúp kiếm tiền thôi, chứ cô chú quen chỉ quen chơi thôi. Rồi thì chú sẽ có những ngày này, cô nói là ngày này có những có số tiền lớn mà chú đang đợi vấn đề gì đó, mà chú đang muốn dự định là mua cái gì đó. Thì chú cứ làm đi, vấn đề là chú bạn nên làm vấn đề là gì, là bán thuốc ạ. Cứ nghĩa là chú mà nói con là chú là chú bán người ta đau bụng, mà chú bán nước đầu thì người ta cũng hết bệnh. Anh cũng có nhé, nói với trong là số của con là mệnh còn gì, mệnh của con có bác sĩ, xung chiếu của con có thiên y, xung chiếu thiên y có thiên y chiếu trực tiếp về mệnh của con, bán thuốc được. Thầy ấy, thầy nói như thế này, thầy sẽ phân tích cho con theo lá số, tức là như nào trong cái lá số này con có thể bán thuốc được, nhưng mà tất cả số tiền con kiếm được thật nhiều về đây ấy, nó từ bên bất động sản nhá. Con là con người mai sau rất là giàu, như thầy đã nói ngay từ lúc đầu rồi đấy. Mai sau con giàu lắm. Nói về đại gia thì thầy không mạnh được mồm, nhưng mà nói về con là con người có số tiền lớn thì sau này con sẽ rất nhiều tiền. Và trong đây như bà ấy nói là con có thể làm bán thuốc được, thì thầy xác nhận là có. Mệnh của bác sĩ Thình Y Diêu, ở đây thì thiên di của con có thiên y chiếu về, chủ là nghề thuốc được. Nhưng mà thầy khuyên con là gì, cái nghề thuốc này con chỉ mai sau con làm thôi, nghĩa là con vẫn phải làm bên nhà đất trước, đó dùng kiếm tiền và xây nhà, và sau đó thì chính con sẽ mở hiệu thuốc trên chính cái ngôi nhà của con ấy. Được chưa? Vì nhà của con trong đây là báo nhà con là cái nhà để kinh doanh, mà không cho thuê thì cũng là để cho kinh doanh. Vậy nên là một là cho thuê người khác thuê kiếm tiền, hai là con kinh doanh ngay tại nhà của con. Được chưa? Giờ con cũng được mười mấy căn nhà trọ cho thuê đó, được chưa? Thế nên là cái việc đấy nó không thành vấn đề gì cả. Thầy xem tử vi, thầy sẽ nói cho con biết tất cả các quy trình, vì thầy không phải xem bói, thầy không phải xem bói, và thầy được xem rồi. Theo đại vận và vòng vận, vậy nên là thầy sẽ nói cho con các quy trình làm việc của con. Cũng mới gặp thì con thấy vậy, con kể cho thầy nghe cho thôi, chứ con cũng không có tin vào vấn đề bói hay không bói. Thực sự là không tin. Không, cái này thì thầy nói bài nói đúng nhá. Riêng vấn đề này nếu bà nói con có thể bán thuốc thì thầy nói đúng, bởi vì sao đây nói rành rành ra đây rồi, không thể chối cãi được. Nghĩa là con làm y nhưng không phải là bây giờ, nghĩa là sau này khi mà con đã có ngôi nhà và sau đó con phải kinh doanh ngay trên chính mảnh đất của con thì con mở cửa bán thuốc cũng được. Nhưng mà thầy nhắc lại một nữa, đối với trong lá số của con là điền sản sẽ là cái ngành kiếm được nhiều tiền nhất, sau đó con muốn đá hoặc cái gì thì đá nhá, đá ra rất nhiều thứ. Sẽ nói cho con kiếm được tiền từ nhiều nguồn lắm. Được chưa? Vâng ạ. Không có vấn đề gì cả. Thầy thì là thầy nó có cơ sở rồi, và thầy nói cho vòng vận. Còn người xem bói thì thầy không phản đối xem bói, thầy chỉ là
có người xem bói đúng, có người xem bói sai, nhưng có cái điều mà xem bói người ta hạn chế là họ không xem được vòng vận, nghĩa là họ chỉ biết là à con làm được cái này, làm cái này thì tốt, nhưng họ không thể biết được là theo vòng vận của con nên làm cái gì trước và nên làm cái gì sau, cái gì thứ tự trước và cái gì sau. Và như trong cuộc sống thì mình chỉ cần làm sai thứ tự đi là mình đã chết rồi. Ví dụ như là con người làm chủ kinh doanh, nhưng mà trong cái vòng đại vận này của con, trong đại vận này là con phải đeo phò. Nhưng một người xem bói người ta bảo con nên đi kinh doanh, và con đi kinh doanh đúng vào trong cái đại vận thiên không gặp đại hao, thì con chắc chắn bị chết. Nghĩa là sau này làm chủ, nhưng mà chỉ cần làm chủ sai mốc thời gian thôi là con đã bị nhục chí và con đã bị thất bại rồi. Được chưa? Yeah. Vậy thôi, thầy chỉ nói vậy thôi. Còn thầy để xác định là bài nói đúng nhá. Vì con cũng muốn, tại vì con cũng mới đổi một căn nhà, tại vì con thì con đầu tư về dưới, thì con ở đây con vừa bán căn nhà, thì năm nay con mua một căn nhà mới chỉ có 4 triệu đồng. Thì thầy đã nói rồi, trong lá số ngay từ đầu đây, nghĩa là trong cuộc đời con sẽ phải có một lần cầm cố hoặc bán một nhà đi. Nhưng không nên lo lắng vì cái điều đó, chính cái điều đó mới tạo bước ngoặt để con làm lớn được. Thầy đã nói ngay từ lúc đầu xem lá số rồi mà gì. Vậy là đã đúng chưa? Thầy đã xem cho con đã đúng chưa? Dạ con cũng vừa mới bán cái căn nhà. Rồi, vậy là đang đi theo đúng vận trình rồi đấy. Nhưng mà con nên nhớ nha, một năm tiếp theo con là một năm khá bận rộn rồi, suy nghĩ nhiều đấy. Nó không đơn giản đâu. Đang đi đúng nhưng mà trước mắt phải lo nghĩ nhiều và vất vả. Thầy không nói em sao con sướng. Yeah.